đổi chiến thắng tấn công là điều cần thiết. Vinh Thực tung hai cầu thủ có khả năng tạo được biến cao, nhưng bây giờ là cơ hội dành cho đội tuyển Thái Lan được căng ngang. Rất tiếc đã có một pha đưa lưới nhà. Tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho đội tuyển Thái Lan. Cầu thủ mang áo số 4 Thang Huy Can lại một lần nữa góp công vào bàn thắng thứ hai của đội. Có thể trách được Đinh Tiến Thành ở tình huống này nếu như Đinh Tiến Thành không